đi đi một quả đó. Con chua lắm đúng không? Bằng sao nó bé sao nó ra chỗ bơi là chỗ mà ấy giờ mù mà giờ hay của mình lấy hay gì mới hả? Đại ký chùa hả? Đại ký chùa mà ấy chỉ đại ký chùa tạm mà cần mình gọi là chuyên gia này. Chúng ta được mùa tháng một tết gì đấy? Nhất thiết cho nó cho trên thì một chút đúng không? Mà chỉ chọn mà nên một tàu đi hoa. Cái gì đó còn tốn đâu? Như là tốn đâu mà ăn cái mà? Một tàu đi. Mỗi mà ra mỗi mỗi chỉ thằng mỗi ba thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.